Hà Ngân kính chào quý vị đang xem bản tin tổng hợp thứ 5 ngày 14 tháng 12 của Hành Trình Tương Lai. Chúc quý vị có một ngày mới thuận lợi và bình an. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và theo dõi kênh cũng như lắng nghe phần nhân sinh cảm ngộ mỗi ngày. Ngay sau đây là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tin Việt Nam. Diễn biến mới vụ 320 xe máy đạp điện của sinh viên ở Thanh Hóa bị thiêu trụi. Báo động tình trạng học sinh bị cong vẹo cuộc sống. Thái Bình, sập mái nhà đang thi công, 8 người thương vong. 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam đồng loạt hạ lãi suất tiết kiệm. Vụ bé gái bom hàng vì không đủ tiền trả, xe cấp cứu chở người mẹ đi trị bệnh. Dư luận Campuchia đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet. Việt Nam và Pháp lần đầu tiên tiến hành đối thoại chính trị. Reuters, lãnh đạo Trung Quốc Việt Nam hoan nghênh về lựa chọn tương lai chung. Biển Đông và vị thế của Việt Nam nằm ở đâu trong cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc? Tin tức trên thế giới. Trung Quốc trừng phạt tập thể thân nhân của những người bảo vệ nhân quyền. Nhà hàng Trung tinh chế dầu nước bọt từ nước lẩu thừa của khách suốt 3 năm. Biên giới Ukraine-NATO hỗn loạn chưa từng có. Vũ khí tối thượng của Kiev bị chặn, Nga bỗng hóa ngư ông. Ông Biden cam kết không bỏ rơi Ukraine, gửi thông điệp tới ông Putin. Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Căng thẳng leo thang. Houthi cảnh báo tàu ở Biển Đỏ không đến Palestine. Tòa nhà quân sự ở Pakistan bị xe bom tấn công, ít nhất 23 người thiệt mạng. Tổng thống Argentina ký lệnh xóa bỏ 1/2 số bộ trong ngày đầu nhậm chức. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ cháy khu vực nhà để xe trong khuôn viên ký túc xá trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa, vào rạng sáng ngày 12 tháng 12 khiến 320 xe máy, xe đạp điện của sinh viên bị thiêu trụi. Ban giám hiệu trường Đại học Hồng Đức cho biết, nhà trường đang kêu gọi sự chung tay để hỗ trợ tạm thời cho các em. Theo đó, việc kêu gọi là để hỗ trợ chi phí sinh viên thuê xe ôm, thuê xe đi lại, hỗ trợ tiền xăng cho đội tình nguyện chở sinh viên trong thời gian này, chứ không phải là nhà trường kêu gọi hỗ trợ để bồi thường tài sản cho sinh viên, học viên bị thiệt hại tài sản. Ông Bùi Văn Dũng, hiệu trưởng nhà trường cũng khẳng định, phương án hỗ trợ thiệt hại về tài sản cho sinh viên sẽ được nhà trường bàn luận và đưa ra sau khi có công bố của cơ quan chức năng về nguyên nhân cháy. Đại diện công đoàn, đoàn thanh niên và hội sinh viên nhà trường cam kết sẽ luôn đồng hành và đưa ra phương án hỗ trợ sinh viên phương tiện đi lại, giúp các em khắc phục khó khăn trong thời gian các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Báo VN Express dẫn lời ông Hồ Ngọc Gia, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Gia Lai cho biết, mới đây, qua khám sàng lọc cho hơn 1.900 học sinh tại 5 trường tiểu học, trung học cơ sở trên huyện Chư Pa, Chư Prong và La Pa, các bác sĩ ghi nhận tới 1.139 cháu có dấu hiệu cong vẹo cuộc sống. Đây là lần đầu tiên Gia Lai khảo sát và ghi nhận tình trạng cong vẹo cuộc sống của học sinh trên địa bàn. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do tư thế ngồi học không đúng, mang vác quá nặng hoặc kích thước bàn ghế học không phù hợp với lứa tuổi. Ngoài ra, nhiều trường ở các địa phương hiện vẫn sử dụng các bộ bàn học được đóng bằng gỗ từ 20 năm trước. Trong khi đó, đời sống hiện tại đã thay đổi, thể chất của các em học sinh ngày một cải thiện nên những bộ bàn ghế đó không còn phù hợp nữa. Do đó, ông Gia đề nghị nhà trường và cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở, điều chỉnh tư thế ngồi học cho các con. Theo Bộ Y tế, cong vẹo cuộc sống là bệnh nặng nhất trong lĩnh vực cuộc sống, tỷ lệ mắc 0,5-1% dân số. Bệnh thường gặp ở người dưới 18 tuổi, trong đó nhóm 4-10 tuổi mắc nhiều nhất. 80-85% trường hợp bị vẹo cuộc sống không rõ nguyên nhân, một số bị bệnh bẩm sinh hoặc mắc bệnh khác liên quan tới thần kinh, cơ. Nhiều trường hợp bị vẹo cuộc sống do ngồi sai tư thế lâu ngày. Ngày 13 tháng 12, giới chức huyện Thái Thụy, Thái Bình cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, nạn nhân thứ 3 trong vụ sập nhà đang xây ở thị trấn Diêm Điền đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 12 tháng 12 tại công trình xây dựng của hộ ông Nguyễn Văn Đoàn, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Thời điểm này, nhóm 13 công nhân đang đổ bê tông mái tầng 1 công trình thì phần mái bị sập. Sau quá trình cứu nạn, cơ quan chức năng ghi nhận 3 nạn nhân tử vong, 5 người bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện. Danh tính 3 người tử vong gồm ông Đào Văn Nhất sinh năm 1960, trú tại xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy và ông Vũ Đình Thụy sinh năm 1974, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy tử vong tại hiện trường. Còn bà Nguyễn Thị Ca sinh năm 1981, trú tại xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy tử vong trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện. 5 người bị thương còn lại đang được cấp cứu, điều trị, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, nhận định bước đầu có thể do quá trình thi công không đảm bảo thiết kế kỹ thuật về độ chịu lực của hệ thống khung thép dẫn tới việc khi đổ bê tông đã bị sập.
Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 13 tháng 12, nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục giảm mạnh lãi suất tiết kiệm. Thậm chí, trong nhóm này, ngân hàng BIDV liên tiếp điều chỉnh trong 3 ngày. Cụ thể, ngân hàng BIDV hôm qua công bố biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới với mức giảm cao nhất lên tới 0,4% một năm. Theo đó, kỳ hạn 1 đến 2 tháng giảm 0,4% một năm, còn 2,7% một năm. Kỳ hạn 3 đến 5 tháng giảm 0,3% một năm, còn 3,1% một năm. 6 đến 11 tháng còn 4,1% một năm. Lãi suất kỳ hạn 12 đến 18 tháng là 5%. Trước đó, ngân hàng BIDV hai lần điều chỉnh lãi suất vào ngày 11 tháng 12 và 12 tháng 12. Tương tự, Đại Agribank và Vietinbank lãi suất tiết kiệm trực tuyến giảm đến 0,5% một năm. Đây cũng là lần hiếm hoi hai nhà băng này mạnh tay điều chỉnh lãi suất huy động. Sau đợt điều chỉnh của ba ngân hàng này, hiện lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietcombank thấp nhất nhóm Big Four và thị trường, kỳ hạn 1 đến 2 tháng tại Vietcombank là 2,2% một năm, 3 đến 5 tháng là 2,5% một năm, 6 đến 11 tháng là 3,5% một năm, 12 đến 18 tháng là 4,8% một năm. Kể từ đầu tháng 12 đến nay, đã có 14 ngân hàng giảm lãi suất huy động. Tháng trước, vẫn còn một vài đơn vị sẵn sàng trả lãi suất từ 6% trở lên cho khoản tiền gửi 12 tháng. Còn hiện tại, người gửi tiền muốn hưởng mức lãi suất 6% một năm phải gửi kỳ hạn dài hơn, từ 15 tháng hoặc thậm chí 24 tháng trở lên. Trong bối cảnh thừa tiền là điểm chung của giới ngân hàng khi cho vay ảm đạm, lãi suất huy động của các nhà băng tư nhân cũng không còn chênh lệch đáng kể so với nhóm có vốn nhà nước. Thậm chí, lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng tư nhân như AB Bank, ACB, Techcombank, Sacombank, MB Bank, VIB, VB Bank còn về thấp hơn hoặc ngang ngửa nhóm Big Four quốc doanh. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, vào sáng ngày hôm qua 13 tháng 12, Bệnh viện Bình Định đã cử bác sĩ cùng xe cấp cứu đến nhà em Phan Thị Ca, bé gái bom hàng vì không đủ tiền trả để khám cho mẹ, sau đó đưa về bệnh viện điều trị. Hành động nhân văn này diễn ra sau khi trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại câu chuyện cảm động của chủ một shop quần áo ở Bình Định và một nữ sinh. Video này nhận được hơn 2 triệu lượt xem, cùng với hàng nghìn bình luận. Theo nội dung đoạn clip, khi shipper báo có một đơn hàng bị bom, chủ shop đã yêu cầu shipper chuyển máy để gặp khách hàng. Khi chủ shop hỏi lý do vì sao mua hàng nhưng không nhận, cô bé trả lời mua đồ cho mẹ vì mẹ bị bệnh nhưng không có đồ để mặc. Hôm đó cô bé chỉ còn có 30.000 đồng nên không đủ tiền nhận hàng. Sau khi nghe cô bé trình bày, chủ shop đã bật khóc và giao miễn phí đơn hàng cho cô bé, đồng thời tặng cho cô bé 1 triệu đồng. Cha của Ca chia sẻ thêm, vợ ông bị bệnh lạ, bình thường nếu không có thuốc uống thì máu sẽ chảy ra khắp người, vô cùng đau đớn. Tại Bệnh viện Bình Định, bác sĩ Bùi Thị Phương Anh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu chia sẻ bệnh tình của mẹ bé Ca hiện nay khá phức tạp do đã mắc bệnh nhiều năm và chữa trị ở nhiều nơi nhưng các giấy tờ, hồ sơ bệnh án đều thất lạc. Các bác sĩ đang tiến hành kiểm tra tình hình sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân, đồng thời mời hai chuyên gia tại thành phố Hồ Chí Minh để khám bệnh trực tiếp. Một lãnh đạo Bệnh viện Bình Định cho biết, toàn bộ chi phí khám, xét nghiệm, điều trị cho mẹ bé Ca, bệnh viện miễn phí hoàn toàn. Ngoài ra, bệnh viện cũng sẽ tài trợ tiền ăn ở cho người nhà chăm sóc bệnh nhân. Truyền thông trong nước đưa tin, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet vừa rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 11 đến 12 tháng 12 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Campuchia, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet đã đạt được nhiều thành công trên hai lĩnh vực gồm củng cố quan hệ chính trị ngoại giao và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại. Trong đó, hai bên đều cam kết tăng cường và mở rộng hơn nữa hợp tác trên mọi lĩnh vực, đồng thời cam kết hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN và tiểu vùng Mekong. Truyền thông xứ sở Chùa Tháp nhận xét, Việt Nam là nước đầu tiên trong ASEAN mà Thủ tướng Hun Manet lựa chọn đến thăm ngay sau khi nhậm chức. Điều này cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ song phương Campuchia-Việt Nam. Tại một diễn biến khác, vào ngày hôm qua 13 tháng 12, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và căn cứ biển Rim, Hải quân Hoàng gia Campuchia đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 32. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện hiệp định về vùng nước lịch sử và quy chế tuần tra chung, chủ động phối hợp ngăn ngừa các hành động vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn người và xuất nhập cảnh trái phép. Thưa quý vị, Việt Nam và Pháp hôm 11 tháng 12 đã tiến hành phiên đối thoại chính trị lần đầu tiên giữa hai nước tại thủ đô Hà Nội. Theo thông cáo của Đại sứ quán Pháp, đây là dịp để hai nước trao đổi về các chủ đề song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế. Đại sứ quán Pháp nói đối thoại này nhằm mục đích tăng cường mối liên hệ đa dạng giữa hai nước và cho thấy ý nghĩa đầy đủ của quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta. Trong bối cảnh năm nay, hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam nhiều năm qua đã tiến hành đối thoại chính trị với các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, nhưng mãi đến thời điểm này, Pháp
Pháp và Việt Nam mới có cuộc đối thoại chính trị lần đầu tiên. Theo Cơ quan Ngoại giao Pháp ở Hà Nội, phiên đối thoại song phương về các vấn đề chiến lược và hợp tác quốc phòng sẽ diễn ra tại Paris vào cuối tháng này, và đối thoại kinh tế cấp cao giữa Bộ Ngoại thương Pháp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm 2024. Theo trang Reuters, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam hai ngày 12 tháng 12 và 13 tháng 12. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên sau 6 năm của ông Tập, và Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại châu Á mà ông Tập đặt chân đến trong năm nay. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, có mối quan hệ gần gũi về các lĩnh vực kinh tế, nhưng căng thẳng dai dẳng về lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông. Bất chấp những bất đồng kinh niên đó, trong chuyến thăm 2 ngày của ông Tập tới Hà Nội, Trung Quốc và Việt Nam đã ký kết hàng chục thỏa thuận hợp tác song phương và vừa công bố một tuyên bố chung mà hai bên được cho là đã mất nhiều tháng đàm phán để làm sao mô tả đúng đắn nhất mối quan hệ song phương theo cách nhìn nhận của cả hai bên. Đáng chú ý, trong tuyên bố này có đoạn: Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng tốt, bạn bè tốt, chế độ chính trị tương đồng, lý tưởng niềm tin tương thông, con đường phát triển gần gũi, cùng chung chí hướng, chia sẻ tương lai chung. Trong tiếng Trung, cụm từ tương lai chung sử dụng từ có nghĩa là vận mệnh chung. Tuy nhiên, cụm từ vận mệnh chung trong tiếng Trung đó đã được dịch sang tiếng Việt theo nghĩa ẩn dụ là tương lai chung và tiếng Anh là share future. Trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tiền trạm cho chuyến thăm của ông Tập, Vương đã liên tục nhấn mạnh trong các cuộc họp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, thúc giục Việt Nam áp dụng khái niệm cộng đồng chung vận mệnh của Trung Quốc. Ông Vương khẳng định xác định lập trường mới và đặt ra các mục tiêu mới cho quan hệ song phương không chỉ mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển quan hệ giữa hai đảng, mà còn tạo ra những đóng góp mới của Trung Quốc và Việt Nam cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tuy nhiên, khi nói về Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vẫn tránh không nhắc đến thuật ngữ truyền thống, luật quốc tế mà sử dụng nhiều hơn các thuật ngữ phù hợp với lý thuyết cộng đồng chung vận mệnh được dẫn dắt bởi Trung Quốc. Một số nhà nghiên cứu chỉ ra rằng bên dưới bề mặt đẹp đẽ của khái niệm cộng đồng chung vận mệnh ẩn chứa nhiều lớp ý nghĩa phức tạp và trái ngược nhau. Trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc vào ngày 22 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng Trung Quốc đang hành động để xây dựng một cộng đồng Trung Quốc ASEAN gần gũi hơn với một tương lai chung. Cụm từ cộng đồng chung vận mệnh và chung tương lai, hay gọi tắt là cộng đồng chung vận mệnh, đã được sử dụng gần 100 lần và biểu thị sự tự tin ngày càng tăng của Bắc Kinh trong việc định hình cấu trúc khu vực, trong đó bao gồm cấu trúc an ninh và ràng buộc các quốc gia thành viên ASEAN vào một hệ thống khu vực lấy Trung Quốc làm trung tâm. Tuy nhiên, các nước ASEAN vẫn thận trọng với khái niệm cộng đồng chung vận mệnh vì lo ngại ảnh hưởng đến quyền tự chủ và lý tưởng của khu vực đối với chủ nghĩa khu vực mở. Khi Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam vào 2 tháng trước, ông được tháp tùng bởi một nhóm lãnh đạo từ các công ty công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ. Ông và các giám đốc điều hành của Google, Intel, Boeing và nhà sản xuất chip Global Foundry đều có chung một sứ mệnh, tìm đối tác mới để giúp sản xuất một số công nghệ được đánh giá cao nhất của Hoa Kỳ. Tuy không được nêu ra rõ ràng trong các tuyên bố chính thức, nhưng ẩn ý nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, và Hoa Kỳ đang hy vọng có thể đưa ra các lựa chọn thay thế Trung Quốc về nguồn cung nguyên liệu thô và kỹ năng sản xuất cần thiết cho các thành phần chính trong chuỗi cung ứng công nghệ, và đặc biệt là vật liệu bán dẫn. Theo Kirill Kotkov, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu các nước Viễn Đông ở Saint Petersburg của Nga, Chủ tịch nước Trung Quốc sang thăm Việt Nam để làm rõ quan hệ giữa các nước liên quan đến việc ký kết hiệp ước giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông Kotkov giải thích, Washington cũng coi Việt Nam là đồng minh trong việc kiềm chế Trung Quốc ở Đông Nam Á, vì quân đội Việt Nam có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao nhất ở Đông Nam Á, nghĩa là Việt Nam rất quan trọng đối với người Mỹ, cùng với Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngay sau đây là những tin tức trên thế giới. Nếu quý vị quan tâm, có thể đặt sản phẩm mật ong hoa nhãn của Hành Trình Tương Lai qua hotline trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc trừng phạt tập thể thân nhân của những người bảo vệ nhân quyền. Nhà hàng Trung tinh chế dầu nước bọt từ nước lẩu thừa của khách suốt 3 năm. Biên giới Ukraine-NATO hỗn loạn chưa từng có, vũ khí tối thượng của Kiev bị chặn, Nga bỗng hóa ngư ông. Ông Biden cam kết không bỏ rơi Ukraine, gửi thông điệp tới ông Putin. Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Căng thẳng leo thang, Houthi cảnh báo tàu ở Biển Đỏ không đến Palestine. Tòa nhà quân sự ở Pakistan bị xe bom tấn công, ít nhất 23 người thiệt mạng. Tổng thống Argentina ký lệnh xóa bỏ 1/2 số bộ trong ngày đầu nhậm chức. Và sau đây là nội dung chi tiết. Báo cáo mới nhất của tổ chức nhân quyền Safe World Defender mới đây tiết lộ rằng chính quyền Trung Quốc đang tăng cường việc sử dụng hình phạt tập thể để trừng phạt thân nhân của những người bảo vệ nhân quyền. Báo cáo mô tả việc chính quyền Trung Quốc sử dụng hệ thống trừng phạt tập thể vô nhân đạo để cưỡng ép thú tội, đe dọa các thành viên trong gia đình không cho họ vận động và bịt miệng những người chỉ trích ở hải ngoại.
đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền Trung Quốc sử dụng hình phạt tập thể như một công cụ để đàn áp xuyên quốc gia và cưỡng ép những người bị nhắm mục tiêu ở nước ngoài phải quay về Trung Quốc. Theo ghi nhận từ các cuộc phỏng vấn và thông tin truyền thông, xác định ít nhất 50 trường hợp trừng phạt tập thể từ năm 2015 đến năm 2022. Các chiến thuật trừng phạt bao gồm mất tự do, cấm xuất cảnh, mất thu nhập, nơi ở và bị bạo lực thể xác. Nguồn tin cũng chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc không xem trọng vấn đề tuổi tác khi thực hiện hình phạt này, từ trẻ sơ sinh đến người về hưu đều có thể là mục tiêu. Báo cáo nhấn mạnh, khi thu thập dữ liệu và lời khai cho báo cáo này, nhiều nguồn tin xác nhận rằng chính quyền Trung Quốc đã tăng cường sử dụng hình thức trừng phạt tập thể đối với những người bảo vệ nhân quyền và gia đình họ, không chỉ về tần suất mà còn bằng cách áp dụng nhiều hình thức trừng phạt tập thể đa dạng hơn. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, mới đây, một nhà hàng lẩu ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy đã bị cáo buộc thu lại dầu thải từ đồ ăn thừa của khách hàng, tinh chế và cung cấp lại cho khách hàng trong gần 3 năm. Theo đó, nhà hàng lẩu do một người họ Ngưu đầu tư và người họ Vương chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hàng ngày. Để tiết kiệm chi phí vận hành, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 21 tháng 10 năm 2021, Vương và Ngưu cùng với bếp trưởng, nhân viên bếp, quản lý lễ tân đã đem nồi lẩu có bơ sau khi khách hàng ăn xong đổ vào thùng có lưới lọc, lọc cặn bã trong nồi, thu gom và trữ lượng dầu nổi trên đó, tinh chế lại thành dầu nước bọt. Ngày hôm sau, khi có khách hàng đặt lẩu, loại dầu nước bọt sẽ được cho thêm vào nồi để khách hàng dùng. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, nhà hàng lẩu này đã cung cấp cho khách hàng loại dầu nước bọt trong 2 năm 10 tháng, đã bán được hơn 65.000 suất lẩu. Cuối cùng, 13 bị cáo trong đó có Ngưu và Vương bị kết án từ 1 năm tù đến 12 năm tù, đồng thời phải cùng nhau trả một khoản tiền bồi thường thiệt hại với tổng trị giá hơn 5,12 triệu nhân dân tệ. Tiếp tục với tình hình cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, tình trạng hỗn loạn tại biên giới Ukraine với các nước thuộc khối NATO đang diễn ra phức tạp, với hàng nghìn xe tải không thể lưu thông, bao gồm cả các xe chở thiết bị quân sự viện trợ cho Kiev. Cụ thể, hãng tin Reuters đầu tuần này đưa tin, các tài xế xe tải Ba Lan đã phong tỏa 4 trong số 8 cửa khẩu biên giới để phản đối việc các tài xế Ukraine được phép vào Liên minh châu Âu EU mà không cần giấy phép. Hãng thông tấn AP dẫn lời người đứng đầu bộ phận mua sắm và hậu cần của tổ chức từ thiện lớn nhất Ukraine, chuyên cung cấp thiết bị cho quân đội, cho biết khoảng 200 xe bán tải cần thiết để vận chuyển đạn dược và sơ tán người bị thương khỏi tiền tuyến đã bị chặn ở biên giới với Ba Lan. Tình trạng này cũng đã xảy ra tại biên giới với hai nước Hungary và Slovakia. Đáng chú ý, chiến dịch phong tỏa này không chỉ cản trở chuỗi cung ứng kinh doanh mà còn làm gián đoạn tiến trình vận chuyển thiết bị quân sự cho Ukraine, khiến chiến trường rơi vào tình thế bất lợi cho Kiev. Các xe tải chở bộ phận dùng để lắp ráp máy bay không người lái UAV nhằm chống lại lực lượng Nga cũng mắc kẹt trong nhiều tuần. Trong khi đó, theo hãng tin Business Insider, đây là vũ khí tối thượng trên chiến trường Ukraine. Hiện cuộc chiến ở Ukraine đang ở thời điểm quan trọng nhất. Nếu không được cung cấp đủ đạn dược, các lữ đoàn của Ukraine sẽ không thể ngăn chặn bước tiến của quân Nga. Tại một diễn biến khác, vào rạng sáng ngày 13 tháng 12 theo giờ Việt Nam, trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố, tôi sẽ không rời bỏ Ukraine và người dân Mỹ cũng thế. Được biết, Tổng thống Zelensky đã có cuộc họp với các đảng viên ở Quốc hội Mỹ và tin tưởng về việc Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng dòng viện trợ đang gặp khó khăn và cần sự hỗ trợ từ cả hai đảng ở Quốc hội. Trong khi đó, một nguồn tin tiết lộ rằng một báo cáo tình báo Mỹ đã đánh giá tổn thất lớn của quân đội Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Báo cáo này cho biết khoảng 315.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương, chiếm gần 90% tổng lực lượng mà Nga triển khai khi bắt đầu chiến dịch. Đánh giá này cũng chỉ ra rằng Moscow đã phải nới lỏng tiêu chuẩn tuyển dụng và sử dụng các xe tăng cũ kỹ hơn do mất mát nặng nề. Tuy nhiên, Nga đã phản đối thông tin này và cho rằng các con số được phóng đại và thiếu chính xác. Tiếp tục với tình hình cuộc chiến Hamas-Israel, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza sau khi một văn kiện tương tự đã bị phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Cụ thể, nghị quyết được thông qua với 153 phiếu ủng hộ, 23 phiếu trắng. Mỹ, Israel và 8 quốc gia khác đã bỏ phiếu chống, cho rằng việc ngừng bắn chỉ mang lại lợi ích cho Hamas. Một phái viên Palestine tại Liên Hợp Quốc đã mô tả kết quả bỏ phiếu như một ngày lịch sử thể hiện thông điệp mạnh mẽ từ Đại hội đồng. Chính phủ Palestine và Hamas đều hoan nghênh động thái này, kêu gọi áp lực quốc tế đối với Israel để chấp nhận ngừng bắn. Trước khi bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã tuyên bố rằng Washington sẽ hỗ trợ một số khía cạnh trong nghị quyết, như việc giải quyết tình hình nhân đạo ở Gaza, bảo vệ dân thường và trả tự do cho con tin.
Mỹ đã đề xuất sửa đổi nội dung của nghị quyết để bao gồm lên án vụ tấn công và bắt giữ con tin của Hamas nhằm vào Israel. Tuy nhiên, đề xuất này và đề xuất của Áo về việc lên án Hamas đã không nhận được ủng hộ từ các nước thành viên để được thông qua. Về phía đại sứ Pakistan, tại Liên Hợp Quốc, ông nhấn mạnh rằng cả hai đề xuất đều đề cập đến Hamas và bất kỳ trách nhiệm nào cũng phải đề cập đến cả hai bên, đặc biệt là Israel. Truyền thông quốc tế dẫn lời người đứng đầu lực lượng Houthi cảnh báo, các tàu đi qua Yemen sẽ phải bật radio và phản ứng nhanh chóng với liên lạc của Houthi để tránh bị tấn công. Được biết, Houthi kiểm soát phần lớn khu vực bờ biển đỏ của Yemen. Lực lượng này đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel kể từ sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của lực lượng Hamas nhắm vào khu vực lãnh thổ Israel ở dải Gaza. Ngày 9 tháng 12, Houthi lên tiếng đe dọa sẽ tấn công bất kỳ tàu chiến nào hướng đến các cảng của Israel nếu không cho phép vận chuyển thêm thực phẩm và thuốc vào dải Gaza. Lực lượng Houthi đã phóng một số tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào thành phố Eilat, Israel. Tuy nhiên, tất cả các tên lửa này đều bị đánh chặn hoặc bắn trượt mục tiêu. Theo hãng tin AFP, một vụ tấn công bằng xe bom vừa xảy ra tại một tòa nhà quân sự ở phía tây bắc Pakistan. Cụ thể, sự kiện xảy ra ở khu vực gần biên giới Afghanistan, nơi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về các cuộc tấn công trong thời gian gần đây. Vụ nổ đã làm sập tòa nhà và gây nhiều thương vong, trong đó có ít nhất 36 người bị thương và 23 binh sĩ thiệt mạng. Mới đây, nhóm TGP liên kết với Taliban Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Cơ quan quan hệ công chúng liên ngành của Pakistan cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công quân sự khác nhau và đã tiêu diệt được 27 kẻ khủng bố. Hiện Pakistan đang phải đối mặt với tình hình an ninh ngày càng tồi tệ, đặc biệt là ở các khu vực giáp biên giới Afghanistan. Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu kiến đại sứ Afghanistan tại Pakistan ngay sau vụ tấn công, yêu cầu lên án vụ tấn công và bắt giữ thủ phạm cũng như các lãnh đạo Taliban của Pakistan. Được biết, Tổ chức Taliban Pakistan đã nổi lên ở Pakistan từ năm 2007, có chung tư tưởng Hồi giáo chính thống với Tổ chức Taliban Afghanistan. Sau chiến dịch quân sự của quân đội Pakistan vào năm 2014, họ bị đẩy ra khỏi một số khu vực bộ lạc, tình hình an ninh đã được cải thiện trong vài năm qua. Tuy nhiên, kể từ khi từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11 năm 2022, Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công, chủ yếu nhắm vào lực lượng an ninh, đặc biệt là cảnh sát. Hãng Financial Times đưa tin, Tổng thống mới đắc cử của Argentina Javier Milei vừa mới ban hành sắc lệnh cắt giảm một nửa số bộ ngành của chính phủ, giảm từ 18 xuống còn 9 nhằm thực hiện cam kết về cải cách và giảm chi tiêu. Theo ghi nhận, các bộ ngành còn lại bao gồm Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Thương mại quốc tế và Văn hóa, Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh tế, Bộ Cơ sở Hạ tầng, Bộ Tư pháp, Bộ An ninh, Bộ Y tế và Bộ Lao động. Đây là bước đầu tiên của Tổng thống Milei trong việc thực hiện cam kết về cải cách chi tiêu và tái cấu trúc chính phủ. Hiện Argentina đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế nặng nề và lạm phát cao. Trong bối cảnh này, tân Tổng thống Milei đã cam kết giảm chi tiêu và coi đó là bước quan trọng nhằm khôi phục nền kinh tế và giảm áp lực tài chính. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do và cam kết tình trạng ngăn chặn tham nhũng trong chính quyền. Và vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong ngày. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, có một câu chuyện nổi tiếng lưu truyền trong dân gian kể rằng có hai anh em mặc dù cùng cha mẹ sinh ra nhưng tính tình lại tuyệt nhiên khác hẳn. Người anh thì lười biếng lại ham ăn, cần đo đong đếm chi li từng xu một, còn người em thì siêng năng chăm chỉ, luôn làm tốt bổn phận của mình và còn thích kết giao hữu hảo với mọi người. Một hôm, hai anh em đánh xe ngựa ra ngoài làm việc, chẳng may cơn mưa ập đến khiến cho đường đất trơn trượt, người anh không giữ được cương ngựa nên cả hai bị rơi xuống vách đá. Trong lúc còn đang mơ màng, họ đã đi đến trước điện âm phủ và bị một lính canh ngục đang chờ sẵn ngoài cổng từ lâu đưa đến trình Diêm Vương. Diêm Vương nói, hai anh em nhà ngươi đời trước đã không làm việc tốt hay xấu nào lớn, nên đời tiếp theo có thể giữ được thân người, tiếp tục đầu thai làm người. Phán quan đâu? Hãy kiểm tra xem có nhà nào có người đang mang thai để họ đầu thai vào không. Vị phán quan nói, bẩm Diêm Vương, dựa vào nhân duyên thì có hai gia đình nhà họ Triệu và họ Tạ đang cần có con nối dõi. Chỉ là nếu sinh vào nhà họ Triệu thì sau khi lớn lên cần phải làm việc bố thí giúp người, còn nếu đầu thai vào nhà họ Tạ thì cả một đời đều luôn nhận được trợ giúp của người khác. Phán quan cẩn thận lật sổ sinh tử ra, trong cuốn sổ ghi chép đầy đủ chi tiết về nhân duyên quả báo ba đời của mỗi chúng sinh. Diêm Vương nói, nếu là như vậy, hai anh em các người hãy tự lựa chọn đầu thai vào nhà họ Triệu hay nhà họ Tạ đi.
Người anh trai sau khi nghe phán quyết của Diêm Vương liền nghĩ, nếu như đầu thai vào nhà họ Triệu, cả đời cần phải chăm chỉ cần cù, số tiền vất vả kiếm được còn phải dành cho người khác, thật quả là bôn ba lao lực, chi bằng nhận sự giúp đỡ của người khác thì mình sẽ nhàn hạ thoải mái. Sau khi có suy nghĩ như vậy, người anh liền nhanh trí vội quỳ xuống dập đầu trước Diêm Vương nói: "Thưa Diêm Vương, nếu như cả đời phải phó xuất vì người khác thì thật quá vất vả. Cầu xin Diêm Vương phát lòng từ bi, cho con sinh hạ vào nhà họ Tạ để được người khác giúp đỡ." Diêm Vương liền hỏi: "Vậy ai sẽ đầu thai vào nhà họ Triệu để giúp đỡ người khác đây?" Lúc này, người em trai thật thà đôn hậu, nãy giờ im lặng đứng bên cạnh mới cung kính nói: "Thưa Diêm Vương, xin ngài hãy cho anh của con chuyển sinh vào nhà họ Tạ. Con nguyện ý làm con của nhà họ Triệu, dùng cả đời này để giúp người nghèo khó, quảng kết thiện duyên." Sự lựa chọn của họ đã giúp Diêm Vương trút được nỗi băn khoăn, lo lắng trong lòng. Hai anh em họ theo nghiệp lực của bản thân, từng người chuyển sinh vào nhà họ Triệu và họ Tạ. Người em bởi vì phát nguyện trợ giúp người nghèo cho nên đã sinh vào một gia đình cao quý, đầu thai làm người con duy nhất của viên ngoại họ Triệu, tiền bạc đầy kho, khi lớn lên thì vô cùng thông minh lanh lợi. Điều hiếm thấy nhất là công tử họ Triệu sinh ra đã mang theo tấm lòng từ bi khoan dung, lấy việc giúp người làm vui, và mỗi khi có người cầu xin giúp đỡ, Triệu công tử chưa bao giờ làm họ phải thất vọng. Gia đình của viên ngoại họ Triệu khi thấy con mình thiện lương như vậy cũng vui vẻ đem lượng lớn gia tài giúp đỡ người khác. Bởi vì Triệu công tử từ bi hành thiện cho nên tiếng thơm của anh truyền khắp gần xa. Người anh trai chỉ vì muốn được nhận sự giúp đỡ của người khác, thế nên chuyển sinh vào nhà họ Tạ vô cùng nghèo khó. Quanh nhà chỉ có 4 bức tường, ngoài ra chẳng có thứ gì. Vì thế, phải kiếm sống bằng nghề ăn xin, cả một đời đi xin ăn cơm thừa canh cặn, nhận đồ bố thí và sự thương cảm của mọi người. Người xưa nói, người biết cho đi thì sẽ giàu có hơn người chỉ biết đón nhận. Vì thế, ai có tấm lòng nhân ái luôn biết nghĩ cho người khác mới là người đáng quý nhất. Đạo trời là thưởng thiện phạt ác, vì vậy những người làm việc nhân ái thì tất sớm hay muộn cũng sẽ được hưởng phúc báo, đó là lẽ tất nhiên. Ai biết quan tâm đến nỗi đau của người khác, lấy thiện đãi người, đó không chỉ là từ bi mà còn là trí huệ. Bất cứ lúc nào sự lựa chọn cái thiện vẫn luôn là sự lựa chọn sáng suốt nhất của con người, bởi vì nhân hữu thiện duyên, thiên tất hữu chi, con người có nguyện vọng lương thiện, tất sẽ được ông trời phù hộ. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Cuối chương trình, Hà Ngân kính chúc quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai những lời chúc an lành, thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Môn tu luyện được hồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho hơn 100 triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội, họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng và luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa. Đường link đọc sách luyện công hoàn toàn miễn phí có gắn phía trên màn hình, quý vị đừng bỏ qua nhé. Nếu có bất cứ câu hỏi quan tâm nào, xin quý vị hãy để lại bình luận bên dưới. Một lần nữa, kính chúc quý vị mọi điều bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.